quý vị và các bạn, trẻ em là mầm non của đất nước, là thế hệ tương lai để chúng ta gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để các em hình thành nên những tính cách tốt đẹp, phát huy hết năng lực, phẩm chất, sở trường của mình là một trong những yếu tố được gia đình, nhà trường và toàn xã hội đặt lên hàng đầu trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hơn 16 năm qua, Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động chính là ngôi nhà của hơn 30 trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em nhỏ đều có những số phận khác nhau, nhưng điểm chung các em nhận được khi sống tại trung tâm đó là tình cảm, sự đùm bọc yêu thương của các mẹ nuôi tại trung tâm. Các em được học tập, được vui chơi, giáo dục trong môi trường điều kiện tốt nhất, không còn những rào cản, những tự ti mặc cảm. Đây chính là điều mà trung tâm mong muốn nhất mang đến cho các em nhỏ nơi đây. Ở trung tâm Hy vọng Tiên Cầu của chúng tôi thì có một loạt khẩu hiệu treo ở đây là học đạo đức làm người trước, học kiến thức văn hóa sau. Rồi nếu như khẩu hiệu là mỗi người mỗi ngày nên làm một việc tốt và đừng nên nói việc tốt đấy với ai. Hướng các con là con nào cũng coi là trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Để trẻ nhỏ được phát triển toàn diện, gia đình và nhà trường phải là một sợi dây liên kết bền vững, sao cho các em được giáo dục cùng một lý tưởng mục đích, hướng tới mục tiêu cuối cùng, đó là giáo dục thế hệ trẻ trở thành công dân hữu ích cho đất nước. Đối với phụ huynh, đó là việc nắm bắt tâm tư tình cảm của các con, đảm bảo không gian sống, sinh hoạt an toàn, hạnh phúc. Tại nhà trường, các em không những được học kiến thức, văn hóa, mà ở đây các em còn được vui chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa, truyền đạt những kỹ năng kiến thức để bảo vệ chính mình. Việc chăm sóc và giáo dục trẻ là một nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục. Cần phải sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Làm thế nào phát triển cho trẻ có một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh với mục tiêu cuối cùng là để trẻ phát triển đầy đủ các năng lực, phẩm chất đáp ứng với yêu cầu đổi mới. Để công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đảm bảo điều kiện cho các em phát triển toàn diện thì luôn cần sự chung tay và cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho các em, luôn lắng nghe trẻ em nói, tạo môi trường thuận lợi để các em phát huy hết năng lực sở trường. Cụ thể thông qua những hoạt động như xây dựng sân chơi, ao bơi cho các em nhỏ trong dịp hè, giúp đỡ, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, giáo dục các em những kỹ năng cần thiết nhằm giảm tai nạn thương tích cho trẻ như các lớp học bơi, võ thuật, kỹ năng bảo vệ phòng tránh xâm hại, bạo lực. Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Do vậy, việc đảm bảo điều kiện, môi trường sinh sống và học tập của các em luôn là nhiệm vụ trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.